Thần tài chỉ mặt gọi tên, Bính Thìn sinh năm 1976, bất ngờ trúng số tiền tỷ, đổi đời đại gia, cả làng đỏ mắt ghen tị, đúng tháng 8 âm lịch. Hoan hỉ chào mừng quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Lộc Phát Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị khán thính giả sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, chúng ta đều biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Đó là một cuộc hành trình đầy chông gai, thử thách và đầy ắp thăng trầm. Nhiều người vô cùng hoang mang suy sụp khi bị lừa gạt, mất trắng tài sản. Người thân thì quay lưng, sống trong cảnh cô độc, phải ngậm đắng, nuốt cay, khổ cực trăm bề. Thậm chí có những người phải lê lết đi ăn xin mà vẫn chịu nhiều đêm đói khát. Hiểu được điều này, các bậc thầy tử vi phương Đông đã hợp lực để cùng đưa ra lời luận giải về lá số cải vận cho những quý bản mệnh có hoàn cảnh khó khăn, không gặp thời nhưng lại sống đức độ nên được trời Phật thương tình. Và đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, những người sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn sẽ nhận được những hồng ân to lớn của trời ban cho mà có cơ hội thoát nghèo đổi vận. Con giáp này làm gì cũng thuận, làm đâu thắng đó, trả hết sạch nợ nần. Vậy trong tháng 8 âm lịch này, những cơ may nào sẽ đến với con giáp này? Bản mệnh cần phải làm gì để nắm bắt được trọn vẹn vận trình của mình, để đổi đời, phát vận, phát tài? Bản mệnh cần phải làm gì để nắm bắt được trọn vẹn vận trình của mình, để đổi vận, phát tài? Thì ngay sau đây, hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay quý vị nhé! Trước khi đi vào là số tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đôi nét về tính cách và vận mệnh cuộc đời của những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, quý vị nhé! Người sinh năm 1976 là tuổi Con Rồng, xét theo can chi là tuổi Bính Thìn. Ngày sinh của người tuổi này theo dương lịch là từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến 17 tháng 2 năm 1977. Đặc trưng trong tính cách của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 là thường hay thay đổi rất nhanh chóng. Tuy nằm trong số những con giáp gặt hái được nhiều thành công trên đường đời, nhưng họ cũng bị đánh giá là những người tự cao tự đại, say mê quyền lực và có phần ngông cuồng. Dẫu vậy, ưu điểm của bản mệnh này là có lòng khoan dung độ lượng. Họ lúc nào cũng trong trạng thái vui tươi, tràn đầy sinh lực. Phán đoán công việc rất hay, nặng phần lý thuyết, nhưng khi bắt tay vào việc thường hay do dự, nên đôi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Gặp thời biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp vận. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh. Bính Thìn tính nóng như lửa, song đâu lại vào đấy. Con người bộc trực, lời nói thẳng ngay, bốp chát, cương cường, nôn nóng. Họ là người thích hoạt động, đứng can bính nên sống sao quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được hưởng thừa kế ông bà cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Tuổi thành niên phải lao động nhưng ít bị nạn tai, có bị cũng qua khỏi. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, người tuổi Bính Thìn thường là những người có phần hơi phiến diện, võ đoán, đòi hỏi cao, kiêu ngạo và thẳng thắn. Họ kiên trì, bền bỉ, là chỗ dựa vững chắc cho người khác và không thích ngồi lê đôi mách, đạo đức giả. Người Bính Thìn có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngông cuồng kiêu ngạo nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung. Lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu, rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Nhưng nhìn chung, người Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, hạnh phúc vun đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc.
cuộc đời của những người sinh năm Bính Thìn rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này sở hữu phúc đức lớn, nên cơ nghiệp được hưởng khá lâu bền. Tóm lại, cuộc đời của Bính Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi sự nghiệp và thành danh. Những thành công rõ nét và chắc chắn nhất giúp bạn đứng trên đỉnh cao của vinh quang thường xuất hiện vào thời điểm khi bạn bước vào tuổi 30 trở đi. Mặc dù trước đó có rất nhiều cơ hội đến với bạn. Tuy nhiên, công danh sự nghiệp cũng không lên cao lắm mà chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, nhưng cũng đủ cho bạn có thể sống một cuộc đời dư giả, vui vẻ mà không lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Tiếp theo là tổng quan vận trình tháng 8 âm lịch của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1986, năm 2023. Tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, vận khí của người tuổi Bính Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Nhân đó, hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi. Công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh quan đối giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Dù vậy, vẫn nên tránh ngựa non hào đá, kẻo vận may bay biến. Vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng 8 âm lịch. Hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy. Ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Bính Thìn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều người đưa kẻ đón. Dù vậy, bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình. Tình hình sức khỏe tuổi Bính Thìn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, tử vi tháng 8 của 12 con giáp âm lịch cho thấy vận khí tăng mạnh trong tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Bính Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, bạn cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng này Thìn được cả nguyệt lệnh lâm quan đối và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành. Bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi. Công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước. Nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt. Cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh tử quan đới để đánh nhanh thắng nhanh. Bạn chắc chắn sẽ thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Dù vậy, vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Thái độ kiêu ngạo hay ngựa non hào đá
kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp pháp bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết. Vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái và dễ đạt hiệu quả cao. Về tài vận, tử vi tháng 8 tuổi Bính Thìn âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi. Bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Bính Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghè, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay. Chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ và rà soát kỹ càng để tránh sai sót. Nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về tình cảm gia đạo, tháng 8 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm quan đới ở Bính Thìn không những mang tới tin vui về công danh sự nghiệp mà còn mang lại cho bản mệnh mối nhân duyên tốt lành. Được cát tinh trên cao phù trợ, Bính Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên khi thời gian này bạn sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón. Dù được không ít người thầm thương trộm nhớ, song bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Kể cả khi bạn chưa thực sự trong mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, việc tìm hiểu nhiều người cùng lúc sẽ khiến bạn sớm gặp rắc rối. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên là nguồn động lực vô cùng lớn lao với hai bạn. Những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh. Cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai. Gia đạo hài hòa êm ấm giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Bính Thìn duy trì ở mức ổn định. Nhìn chung, thể trạng của bạn không xảy ra biến động lớn. Có chăng chỉ là vì thời tiết sau mùa biến đổi thất thường khiến bạn mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chủ động luyện tập thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 8 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Bính Thìn, tài lộc vượng ngay từ đầu tuần nhờ chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để tiến hành cầu tài, khởi nghiệp hoặc mở rộng làm ăn. Nhìn chung, vận may tài chính đang tìm đến với bạn. Không nên bỏ lỡ mất cơ hội làm giàu này vì nó hoàn toàn trong tầm tay. Công việc trong tuần này cũng được cát tinh tử vi nâng đỡ nên dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp.
tiến trình công việc cũng suôn sẻ hơn. Bạn có đủ tài năng để chinh phục mọi khó khăn trở ngại và giành được sự trọng dụng của lãnh đạo, cấp trên. Thời điểm này, Bính Thìn 1976 đạt được nhiều thành tích trong công việc và nhận được vô vàn lời khen. Tuy nhiên, việc này có thể khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng và thiếu tập trung hơn. Nếu bạn không có sự điều chỉnh, thì chắc chắn vận may sẽ biến mất, cũng làm giảm mức độ tín nhiệm của bản thân. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm khá ổn định. Bạn biết cân đối thời gian dành cho công việc và vấn đề cá nhân, nên không để bất cứ cái nào bị ảnh hưởng cả. Thực ra, tuổi Bính Thìn có dự định của riêng mình và luôn cố gắng hết mức có thể để người ấy được hạnh phúc. Sức khỏe của bản mệnh có sự khởi sắc trông thấy trong tuần này. Với những ai bị bệnh lâu ngày không khỏi thì nay cũng đã thuyên giảm đi đáng kể. Bản mệnh nên nhớ ăn uống dinh dưỡng khoa học và ngủ nghỉ đúng giờ để cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tý, Ngọ, tiểu nhân Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn đen, trắng. Con số may mắn 10, 68, 23. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 15 âm lịch. Tử vi 12 con giáp dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn trong tuần này về cơ bản là tốt. Đầu tuần có đôi chút mất tập trung, nhưng bạn lấy lại tinh thần khá nhanh. Từ giữa tuần trở đi sẽ càng thêm nghiêm túc và đầu tư nhiều công sức. Thành quả bạn đạt được sẽ phản ánh rõ nhất về công sức bạn đã bỏ ra. Do đó, đừng lúc nào ngừng cố gắng. Trái ngược với may mắn trong công việc, đường tài lộc của Bính Thìn thì không được may mắn như thế. Đại hào án ngữ là điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là bạn không kiếm được tiền, mà do bạn tính toán quá chủ quan, rủi ro ập tới không kịp trở tay, cộng thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành một gánh nặng. Những gì đã mất không thể lấy lại được, nên bạn cũng đừng lăn tăn quá lâu. Điều quan trọng là phải nhanh chóng giúp lại tinh thần, tìm cách khắc phục sự cố, lấy lại những gì đã mất. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, lúc được lúc mất là điều bình thường. Bạn nên học cách đón nhận và chấp nhận với tâm thái bình tĩnh. Rất may là phương diện tình cảm trong tuần vẫn có tin vui. Tình yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì phải chê trách. Đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần, dành thời gian ở bên những người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định đang dở dang. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Dậu, Tý, tiểu nhân Mùi, Thân. Màu sắc may mắn hồng, đen. Con số may mắn 56, 90, 34. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Chịu ảnh hưởng của tiểu hao, vận trình tài chính của người tuổi Bính Thìn tuần này có nhiều dấu hiệu bất ổn. Làm nhiều nhưng không được hưởng thành quả xứng đáng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Nếu không có kế hoạch điều chỉnh, sẽ rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu, thậm chí phải vay mượn. Hùng vận bủa vây, tuổi Bính Thìn còn có thể gặp rắc rối trong công việc của mình. Đôi khi bạn tỏ ra quá cứng nhắc, cố chấp, làm gì cũng phải dập khuôn theo quy định, nên có thể đánh mất cơ hội phát triển ngay trong chớp mắt. Những người hợp tác cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi bàn bạc công việc với bạn. Trong quá trình làm việc, vẫn có những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn. Do đó Bính Thìn phải luôn dè chừng trong các mối quan hệ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh xa các chuyện thị phi trốn công sở, học cách làm việc và xử lý vấn đề linh hoạt hơn. Về phương diện tình cảm, mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên hiện trạng, tức là các cặp đôi tiếp tục vun vén hạnh phúc. Người độc thân vẫn còn phải cố gắng rất nhiều trên hành trình tìm kiếm một nửa hạnh phúc. Bạn cũng nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn để thấy cuộc sống luôn tươi đẹp. Những ai đang bận rộn vì công việc, đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là. Dù bạn bận đến mấy, cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng. Bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Mão, Tỵ, tiểu nhân
ngọ, thân. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Con số may mắn, 560934. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Tuần này, người tuổi Bính Thìn gặp những khó khăn nhất định do ngũ quỷ gây rắc rối. Công việc trì trệ vì nhiều nguyên nhân, vốn đã khó khăn nay lại càng rối ren hơn. Không dễ gì đạt được thành công nếu không cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần. Cơ hội để thăng quan tiến chức với bạn không nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên quá sốt ruột vì điều đó cũng không thay đổi được gì. Thay vào đó, Thìn nên tiếp tục chăm chỉ cống hiến tận tụy. Không có gì chứng minh năng lực của bạn rõ ràng hơn chất lượng công việc mà bạn làm ra. Vận tài lộc có phần bấp bênh, nhất là đầu tuần khi thiên quan tác động. Bạn có nguy cơ tổn thất do không chú ý kiểm soát chi tiêu, mua sắm quá đà. Cũng may đến cuối tuần sẽ có một số nguồn thu bổ sung nên tình hình sẽ rủng rỉnh hơn. Dù là người kinh doanh hay dân văn phòng cũng đều có vận may bù lại. Chuyện tình cảm không có nhiều điều đặc biệt, mọi việc vẫn đang tiến triển khá bình thường. Mối quan hệ của người có đôi tuy không có sóng gió nhưng lại lâm vào lối mòn nhạt nhẽo. Người độc thân tuy cũng có cơ hội gặp gỡ nhưng do duyên mỏng nên vẫn chưa tìm được người sánh đôi. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần bình ổn, không gặp phải nhiều vấn đề nào đáng lo. Bản mệnh đã biết chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe bằng cách chăm chỉ tập thể dục thể thao hàng ngày. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Mão, Thìn, tiểu nhân Dần, Hợi. Màu sắc may mắn cam, trắng. Con số may mắn 220896. Quý vị thân mến, khi còn trẻ chúng ta có nhiều hoài bão, luôn muốn làm điều gì đó để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng người thực sự có thể đạt được ước mơ của họ lại không có mấy ai. Ngẫm nghĩ cũng có đạo lý, bởi vì ước mơ là ước mơ, rất khó để những điều trong ước mơ trở thành hiện thực. Có rất nhiều người, theo năm tháng trưởng thành, những ước mơ của họ đã không còn cơ hội trở thành hiện thực nữa. Thế là họ bắt đầu thanh tỉnh, tỉnh khỏi giấc mộng. Khi lý trí chiến thắng mộng tưởng, họ sẽ nhận ra rằng có một số điều cho dù chúng ta làm việc chăm chỉ như thế nào đi nữa thì cũng không thể có được. Nhưng một số điều lại không cần phải quá nỗ lực mà cũng có thể dễ dàng có được. Chúng ta bắt đầu minh bạch ra rằng tốt hơn hết là hãy để vạn sự tùy duyên. Khi nhàn rỗi, mở xem các sách cổ, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều chân lý cổ nhân đã ghi lại vô cùng rõ ràng. Sách Sử, Triều Giã, Thiêm Tái có ghi lại một câu chuyện nhỏ về Ngụy Trưng. Kể rằng, vào thời nhà Đường, khi Ngụy Trưng nhậm chức quan bộc dạ, có hai người chủ quản giúp ông xử lý công việc. Ngay khi Ngụy Trưng nằm ngả lưng sau chuyến thăm dài, hai người ở ngoài cửa sổ bàn luận. Một người nói, chức quan của chúng ta đều là do ông ấy định đoạt. Người kia nói, tất cả đều do trời định. Ngụy Trưng nghe được, liền viết một phong thư, sai người nói do ông ấy định đoạt mang đến phủ thị lang. Bức thư có đoạn: xin hãy cho người này một chức quan tốt. Người này không hề biết nội dung bên trong bức thư là gì. Chẳng may khi bước khỏi cửa, anh ta liền bị đau tim không đi được, đành phải nhờ người mà nói câu do trời định đưa thư dùm. Ngày hôm sau có lệnh rằng người do ông ấy định ở lại, còn người do trời định được đưa đi. Ngụy Trưng lấy làm kỳ lạ, liền hỏi bọn họ. Bọn họ thật tình kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Ngụy Trưng thở dài nói, chức quan bổng lộc quả thật là do trời định. Những người không trục lợi và có niềm tin vào thần đều được phúc báo. Còn những người không có niềm tin vào thần thì không được bảo hộ. Nghe có vẻ là chuyện không thể tưởng tượng được. Kỳ thực, đạo lý trong đó rất đơn giản. Thần luôn có năng lực lớn hơn con người. Những người tin vào thần sẽ không đầu cơ trục lợi, không làm tổn hại lợi ích của người khác, thuận theo sự an bài của ông trời. Đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Già Cát Lượng năm xưa hiểu rõ đạo lý này, nhưng dù sao cũng phải báo đáp ơn tri ngộ của Lưu Bị. Ông biết rõ không thể thống nhất thiên hạ nên chỉ có thể làm như vậy, cống hiến cả cuộc đời phò tá Lưu Bị. Ông để lại cho hậu nhân một câu nói nổi tiếng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
để nhắc nhở thế hệ mai sau đừng quá chấp mê vào những thứ mình không thể đạt được. Điều gì nên nỗ lực thì hãy nỗ lực. Điều gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ. Chỉ quan tâm nỗ lực mà không chấp trước vào kết quả, vậy mới là tốt nhất. Hãy để vạn sự tùy duyên.